Và xin đồng nhiệt chào đón tất cả các anh chị đã đến theo dõi chương trình livestream chủ đề giải pháp Nutrilite hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Mình là Kim Hằng đến từ phòng huấn luyện của Amway Việt Nam. Sức khỏe hệ tiêu hóa đóng một vai trò rất quan trọng đối với chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đường ruột chính là cửa ngõ đầu tiên để tiếp nhận các nguồn thức ăn, các chất dinh dưỡng khi đưa vào trong cơ thể. Vì vậy, đường ruột của chúng ta rất là dễ bị độc tố, cũng như là sự xâm nhập của các vi sinh vật có hại gây bất ổn cho cơ thể. Chính vì thế, một cơ thể khỏe mạnh khi mà hệ đường ruột và hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh. Với cuộc sống năng động và bận rộn như hiện nay, sẽ có rất nhiều các yếu tố gây mất cân bằng và rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột và làm suy yếu sức khỏe hệ tiêu hóa. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nắm vững các nguyên tắc giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà như bác sĩ Tuấn cũng đã vừa chia sẻ ở phần trình bày ở trên các anh chị. Và sau đây, Hằng xin phép nhắc lại ba cái nguyên tắc mà bác sĩ Tuấn đã có vừa chia sẻ ở cái phần trình bày ở trên các anh chị. Thứ nhất, đó là chúng ta cần phải bỏ đói và kiểm soát hại khuẩn. Và các anh chị hãy tưởng tượng rằng những vi khuẩn có hại ở trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta cũng giống như là cỏ dại mọc ở trong vườn vậy đó ạ. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nhổ cỏ dại đi để mà nhường chỗ cho những cái bông hoa, những cái cây của chúng ta được phát triển được một cách tối ưu nhất. Và tương tự như vậy, ở trong hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta sẽ có những vi sinh vật có lợi và những vi sinh vật có hại. Những vi sinh vật có hại đó chính là cỏ và chúng ta cần phải dọn dẹp đi ở một tỷ lệ nhất định thôi, thì từ đó chúng ta mới có được một sức khỏe hệ tiêu hóa được tốt. Và những nghiên cứu cho thấy rằng nếu như chúng ta mà ăn quá nhiều đường hoặc chất béo bão hòa thì đây chính là thức ăn cho các vi sinh vật có hại. Và những cái vi sinh vật có hại đó nó lại liên quan đến những vấn đề như là béo phì, dị ứng và thậm chí là tâm trạng của chúng ta nữa. Chính vì vậy chúng ta cần phải kiềm chế và tránh ăn những cái món khoái khẩu giàu đường và chất béo bão hòa để từ đó chúng ta chăm sóc sức khỏe đường ruột của chúng ta được tốt hơn thông qua việc chúng ta sẽ giảm thiểu việc phát triển của các vi sinh vật có hại ở trong hệ thống tiêu hóa của mình. Và một nguyên tắc thứ hai mà bác sĩ Tuấn cũng đã vừa chia sẻ với các anh chị đó chính là bổ sung probiotic hay còn gọi là lợi khuẩn. Các thực phẩm chứa probiotic trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta rất đa dạng và chúng ta có thể tìm thấy các loại thực phẩm này ở trong một số các sản phẩm như là sữa chua hay các thực phẩm lên men như là dưa cải muối hay là kim chi vân vân các anh chị. Bởi vì các loại thực phẩm này nó sẽ có chứa các cái lợi khuẩn rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, không phải tất cả các lợi khuẩn có trong các cái thực phẩm lên men này có khả năng sống sót khi qua được dạ dày để đến ruột của chúng ta. Chỉ có một tỷ lệ nhất định những cái bạn lợi khuẩn mà đi qua được dạ dày, sống sót và đến được đường ruột thì mới có thể phát huy được tác dụng và mang lại các lợi ích cho sức khỏe của mình. Và một nguyên tắc thứ ba để chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa khỏe mạnh đó chính là chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ lượng chất xơ cho cơ thể. Bởi vì sao ạ? Chất xơ chính là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn hay là các vi sinh vật có lợi ở trong đường ruột của chúng ta để tạo điều kiện cho các lợi khuẩn được phát triển một cách tối ưu, từ đó sẽ gia tăng việc cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa của mình. Và những thực phẩm có nhiều chất xơ đó chính là đậu nành, yến mạch thô, lúa gạo nguyên cám, hành, chuối, tỏi, atiso, nho, vân vân. Và chất xơ nó sẽ không bị tiêu hóa ở trong dạ dày và ruột non nên sẽ là một nguồn thức ăn rất tốt cho các vi sinh vật có lợi ở ruột già. Và ngày hôm nay thì Hằng sẽ có cơ hội chia sẻ với các anh chị một bộ giải pháp Nutrilite sẽ cùng đồng hành chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa của các anh chị. Đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội được tìm hiểu đặc điểm nổi trội của hai sản phẩm này là như thế nào các anh chị nhé. Và sản phẩm đầu tiên Hằng muốn giới thiệu đến các anh chị đó chính là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic. Đây là một sản phẩm giúp phục hồi và duy trì hệ vi khuẩn có lợi tự nhiên ở trong ruột của chúng ta. Và như các anh chị cũng đã biết được rằng là khi mà hệ vi sinh vật đường ruột ở trạng thái cân bằng, đó chính là 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của hệ tiêu hóa. 8 cái lợi ích sức khỏe hệ tiêu hóa mà khi hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta cân bằng có thể kể đến. Đầu tiên, đó chính là có khả năng phân giải được thức ăn thành năng lượng,
sẽ giúp cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho các tế bào ở thành ruột của chúng ta. Lợi ích thứ hai đó là khi mà hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta được cân bằng sẽ giúp cho chúng ta sản xuất được vitamin B và vitamin K cung cấp cho cơ thể của chúng ta được tốt hơn. Một lợi ích thứ ba đó chính là hỗ trợ chức năng và nhu động ruột để giúp đẩy các chất thải độc tố ra ngoài, làm mềm và ổn định phân, tạo cho khuôn phân mềm mượt. Và lợi ích thứ tư đó chính là hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và hấp thu dinh dưỡng. Hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta giúp tạo ra khoảng 3.000 enzyme tiêu hóa thức ăn để giúp tiêu hóa những cái chất khó tiêu chưa được xử lý ở ruột non, chẳng hạn như sữa. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta giảm đi những cái triệu chứng như là đau bụng, sôi bụng, phân sóng, táo bón hay tiêu chảy, đầy bụng, chướng hơi hay ăn không tiêu, vân vân. Và đồng thời có thể gia tăng sự hấp thu dinh dưỡng vào trong cơ thể. Lợi ích thứ năm có thể kể đến khi mà hệ vi sinh vật của chúng ta được cân bằng, đó chính là khả năng phòng thủ và bảo vệ cơ thể bằng cách củng cố hàng rào bảo vệ đường ruột. Và lợi ích cuối cùng đó chính là hỗ trợ hệ miễn dịch, tham gia điều hòa miễn dịch và kháng viêm trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì sản phẩm Nutrilite Probiotic của chúng ta có những cái thành phần gì để mà hỗ trợ cho sức khỏe tiêu hóa của chúng ta đây? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Các anh chị thân mến, thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic sẽ có chứa thành phần bao gồm hỗn hợp 5 chủng lợi khuẩn độc quyền, đó chính là Lactobacillus acidophilus NCFM, Bifidobacterium animalis lactis HN019, Lactobacillus acidophilus LA14, Lactobacillus paracaseis LBC37 và cuối cùng đó chính là lợi khuẩn Bifidobacterium animalis lactis BL04. Và trong hỗn hợp độc quyền 5 chủng probiotic này sẽ có 2 chủng probiotic đặc biệt được nghiên cứu kỹ lưỡng và có chứng minh lâm sàng tốt cho sức khỏe miễn dịch và tiêu hóa. Đó chính là Bifidobacterium animalis lactis HN019 và Lactobacillus acidophilus NCFM. Và 3 chủng còn lại sẽ giúp củng cố các lợi ích miễn dịch và tiêu hóa cho 2 chủng đặc biệt ở trên. Ngoài ra, ở trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic còn có chứa 1 gam chất xơ inulin. Đây là một chất chiết xuất từ rễ cây của giúp săn châu Âu. Và chất xơ prebiotic inulin trong sản phẩm Nutrilite Probiotic kết hợp cùng với các chất xơ có trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta sẽ giúp cung cấp thức ăn và nuôi sống lợi khuẩn đường ruột. Và inulin có thể nói đây là một chất xơ được nghiên cứu kỹ lưỡng và có nhiều minh chứng khoa học. Khi mà các anh chị trải nghiệm sản phẩm Nutrilite Probiotic này, các anh chị sẽ cảm nhận thấy được có một cái vị ngọt nhẹ, đó chính là vị ngọt đến từ inulin. Sản phẩm được khuyến cáo bảo quản nơi khô mát với 25 độ C và trong điều kiện bảo quản được đề xuất, lượng lợi khuẩn còn lại vào ngày hết hạn sản phẩm là 6,3 tỷ CFU. Nghĩa là một gói sản phẩm Nutrilite Probiotic sẽ giúp cung cấp cho cơ thể của chúng ta một lượng lợi khuẩn sống đó chính là 6,3 tỷ, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể của chúng ta. Và bây giờ thì Hằng sẽ mời các anh chị hãy cùng xem một đoạn video ngắn sau để hiểu rõ hơn về ưu điểm nổi bật của 5 chủng probiotic này các anh chị nhé. Đặc điểm nổi bật đầu tiên của 5 chủng probiotic này đó chính là có khả năng chịu được axit và các enzyme của dạ dày và tụy, chịu được muối mật ở trong đường ruột. Chính vì vậy, khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm thì các lợi khuẩn này có khả năng xuyên qua được dạ dày, vượt qua được những cái hàng rào rất là khắc nghiệt như là axit dạ dày, men tiêu hóa, dịch mật vân vân và tiến đến ruột, bám dính vào đường ruột, cư trú và phát triển ở ruột. Và một cái ưu điểm tiếp theo nữa các anh chị, đó chính là 5 cái chủng probiotic này sẽ giúp giảm số lượng vi khuẩn gây bệnh bằng cách tiết ra các chất kháng khuẩn và cạnh tranh bám dính vào thành ruột, cũng như sử dụng chất dinh dưỡng, từ đó tạo ra lợi ích cho người dùng. Và với các đặc điểm nổi bật ở trên, chúng ta có thể thấy được rằng những thành phần đặc biệt này sẽ giúp cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic mang đến các công dụng như hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể. Ai sẽ là người nên sử dụng sản phẩm này? Đó chính là những người có nhu cầu bổ sung lợi khuẩn, đặc biệt là những người bị rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa hay hệ tiêu hóa kém.
Cách dùng sản phẩm này như sau các anh chị. Mỗi lần dùng các anh chị có thể sử dụng từ 1 cho tới 2 gói. Chúng ta sử dụng một lần mỗi ngày. Và đặc biệt, sản phẩm này có thể ăn trực tiếp bằng cách rắc trên lưỡi ạ. Hoặc chúng ta có thể sử dụng với một số các thực phẩm lạnh như ngũ cốc hoặc là sữa chua. Ngoài ra chúng ta có thể trộn lẫn với những cái đồ uống lạnh không có ga khác. Lưu ý với các anh chị, đó là chúng ta cần phải không nên dùng sản phẩm này với những cái thức ăn hoặc đồ uống nóng các anh chị nhé. Và để có kết quả tốt nhất, chúng ta hãy sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic một gói mỗi ngày và sử dụng từ 1 cho tới 2 gói hàng ngày khi mà chúng ta có những nhu cầu sức khỏe cao hơn các anh chị nha. Vậy là chúng ta đã vừa có cơ hội lắng nghe những đặc điểm nổi trội của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic đã mang đến những cái lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa của chúng ta như thế nào, phải không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm thứ hai, đó chính là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan. Vậy thì tại sao sản phẩm này lại có mặt trong gói giải pháp chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa của chúng ta? Đó chính là nhờ vào thành phần chất xơ có trong của sản phẩm. Có thể nói, các lợi ích cho sức khỏe tiêu hóa mà chất xơ mang lại rất vô cùng to lớn. Và hôm nay, Hằng sẽ có cơ hội chia sẻ với các anh chị một số các lợi ích chủ đạo mà chất xơ mang đến các lợi ích cho sức khỏe tiêu hóa của chúng ta. Lợi ích đầu tiên mà chất xơ mang lại đó chính là khả năng chống táo bón. Như bác sĩ Tuấn cũng đã vừa chia sẻ với các anh chị, thì chất xơ sẽ bao gồm hai loại chất xơ chủ đạo, đó chính là chất xơ không tan và chất xơ hòa tan. Với đặc điểm lợi ích chống táo bón thì lợi ích này sẽ đến từ chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan nó sẽ không bị biến đổi trong đường tiêu hóa và cũng giống như tên gọi của nó sẽ không có khả năng hấp hòa tan ở trong nước. Nó sẽ không biến đổi trong đường tiêu hóa. Và khi mà chúng ta ăn vào, khi đến được ruột già thì chất xơ không hòa tan sẽ có nhiệm vụ là hấp thu nước, dính vào phần thức ăn không được tiêu hóa để tạo thành phân và làm gia tăng thể tích phân. Và sự có mặt của chất xơ không hòa tan sẽ giúp cho chúng ta kích thích được nhu động ruột, tăng tốc độ di chuyển và xử lý phân, từ đó ngăn ngừa tắc nghẽn ruột và phòng chống táo bón. Lợi ích thứ hai mà chất xơ có thể mang lại đó chính là phòng chống các bệnh đường ruột. Và lợi ích này cũng sẽ đến từ chất xơ không hòa tan. Bên cạnh việc phòng chống táo bón thông qua việc kích thích nhu động ruột đẩy phân ra ngoài thì các chất xơ không hòa tan còn có khả năng giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu một số chất có hại cho sức khỏe, làm thải loại các sản phẩm oxy hóa và các chất độc hại ra khỏi cơ thể của chúng ta, từ đó giúp phòng chống các bệnh đường ruột như viêm đại tràng, ung thư ruột kết, vân vân. Và một đặc điểm thứ ba mà chất xơ mang lại lợi cho sức khỏe hệ tiêu hóa đó chính là hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Lợi ích này lại đến từ chất xơ hòa tan. Nếu như chất xơ không hòa tan sẽ giúp cho chúng ta mang lại lợi ích rất lớn trong việc phòng chống táo bón hay phòng chống các bệnh đường ruột, thì chất xơ hòa tan, prebiotic, lại đóng một vai trò, đó chính là thức ăn để nuôi dưỡng các lợi khuẩn hay là các vi sinh vật có lợi ở trong đường ruột của chúng ta. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập lại trạng thái cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột, đó là 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn. Và hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng sẽ giúp mang lại cho chúng ta không chỉ là những lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa mà còn là những lợi ích sức khỏe cho hệ miễn dịch của chúng ta nữa. Vậy thì sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan có các thành phần, những đặc điểm nổi trội gì để mà giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa của chúng ta? Và các anh chị thân mến, thì mỗi viên sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan của chúng ta sẽ cung cấp được 1.700mg xơ. Trong đó có 750mg xơ không hòa tan đến từ 11 loại thực vật tự nhiên như xơ mía đường, xơ yến mạch, bột acelora, xơ lúa mì, xơ chanh, xơ đậu nành, xơ Opuntia custard, xơ táo, cám lúa mạch, xơ đậu Hà Lan và xơ cà rốt. Viên sản phẩm còn có chứa 750mg đường phos. Đây là một chất xơ hòa tan prebiotic, là một thức ăn cho lợi khuẩn ở đường ruột của chúng ta. Và sản phẩm còn có chứa 200mg chất xơ hòa tan. Với thành phần ấy, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan sẽ giúp cho chúng ta bổ sung chất xơ được chiết xuất từ rau quả tự nhiên, giúp nhuận tràng, giảm táo bón và hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Cách dùng sản phẩm này như thế nào các anh chị? Chúng ta nhai mỗi lần một viên, mỗi ngày 3 lần với ít nhất một ly nước đầy khoảng 250ml các anh chị nhé. Ai sẽ là người nên sử dụng sản phẩm này đây?
đó chính là người trưởng thành và trẻ em từ 6 tuổi trở lên có chế độ ăn ít chất xơ và có nhu cầu bổ sung chất xơ cho cơ thể. Đặc biệt là những người bị táo bón, ăn khó tiêu thì sản phẩm này sẽ là một cái sản phẩm không thể thiếu trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của các anh chị. Vâng, thưa các anh chị, vậy là vừa rồi Hằng đã vừa chia sẻ với các anh chị về giải pháp chăm sóc sức khỏe tiêu hóa Nutrilite, bao gồm hai sản phẩm, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend. Và với các thành phần đặc biệt đến từ hai sản phẩm này, bao gồm probiotic, chất xơ hòa tan prebiotic và chất xơ không tan, sẽ giúp mang lại các lợi ích cho sức khỏe tiêu hóa của chúng ta, như hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể và ngăn ngừa táo bón. Vâng, các anh chị thân mến, có thể nói sức khỏe tiêu hóa đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng đồng hành chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa với bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa của Nutrilite, bao gồm hai sản phẩm, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend. Và hy vọng rằng cặp sản phẩm này sẽ cùng đồng hành chăm sóc sức khỏe tiêu hóa của chúng ta, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả gia đình của chúng ta, các anh chị nhé.